Showbiz Hoa ngữ không thiếu những ngôi sao xuất thân từ trăm anh thế Việt, sinh ra đã ngậm thìa vàng hay là đặt chân ở vạch đích. Dù sao họ vẫn vào làng giải trí chỉ vì đam mê. Dù có nổi tiếng hay trở thành ngôi sao hạng A hay không, thì những thiếu gia thiên kim tiểu thư này cũng đã đạt được mơ ước của mình. Ngày hôm nay cùng VGT tìm hiểu những sao hoa ngữ đúng chuẩn hội tricky. Hoa Thần Vũ. Đối với giới chuyên môn, Hoa Thần Vũ được coi là quỷ tài âm nhạc 9X của làng nhạc xứ Trung, bởi không chỉ sở hữu diện mạo điển trai cuốn hút mà nam ca sĩ còn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ trước tài năng âm nhạc của mình. Hoa Thần Vũ cũng được coi là cây hút fan của Cbiz khi các đêm concert liên tục cháy vé chỉ trong vòng vài giây sau khi mở bán. Nổi danh sau khi giành quán quân cuộc thi tuyển chọn tài năng Superboy năm 2013, Hoa Thần Vũ đã nhanh chóng chinh phục khán giả bằng khả năng hát live hay như nuốt đĩa của mình. Bên cạnh đó, nam ca sĩ sinh năm 1990 cũng không hề giấu giếm gia thế giàu có. Khi đó chính là hậu phương vững chắc cho anh yên tâm theo đuổi phong cách âm nhạc riêng và hoàn toàn không bị áp lực về chuyện phải nổi tiếng. Căn hộ của anh nằm trong khu đô thị hạng sang tại Bắc Kinh. Hoa Thần Vũ là quý tử của một tập đoàn vàng bạc đá quý Hoa Phúc Khuê lớn nhất tỉnh Hồ Bắc, với doanh thu hàng năm lên đến 1,8 tỷ tệ, tương đương 6,2 nghìn tỷ đồng. Nam ca sĩ sở hữu chiếc Lamborghini có giá hơn 30 tỷ đồng sau khi được thiết kế lại. Thậm chí anh còn từng chia sẻ rằng mình được nhận lì xì vài vạn tệ. Điều này giải thích vì sao nam ca sĩ luôn khoác lên mình những bộ đồ đắt đỏ cùng khả năng chi trả cho những live show âm nhạc mang tầm cỡ châu lục. Triệu Lộ Tư. Thành công của bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn giúp Triệu Lộ Tư trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Sở hữu gương mặt khả ái, diễn xuất ổn, nhưng mọi người thấy Triệu Lộ Tư hầu như chỉ đóng phim chiếu mạng. Cô rất hiếm có những phim chiếu trên các đài. Nhưng theo nhiều nguồn tin thì cho biết Triệu Lộ Tư xuất thân từ một gia đình rất giàu có. Vì đam mê nên cô tự bỏ tiền ra quay phim, không quá quan trọng chuyện nhận show, quảng cáo hay lên tạp chí như nhiều ngôi sao khác. Ngô Thư Hân. Trong suốt nửa năm vừa qua, Ngô Thư Hân đã gây bão với bộ phim Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Ngoài ra cô còn tham gia show truyền hình Thanh Xuân Có Bạn. Nhiều nguồn tin cho biết bố mẹ Ngô Thư Hân là những doanh nhân rất thành đạt. Còn bản thân cô thì là cổ đông của rất nhiều công ty. Ngoài ra cô còn nằm trong hội bạn thân của thiếu gia giàu nhất Trung Quốc Vương Tư Thông. Ngô Thư Hân chiếm sóng toàn mạng xã hội nhờ dung mạo xinh đẹp cùng biểu cảm hài hước của mình. Trước khi nổi danh trong game show này, Ngô Thư Hân từng được biết đến với vai trò diễn viên trong nhiều dự án với các ngôi sao nổi tiếng. Cô nàng từng tốt nghiệp Đại học Viện Nghệ thuật La Salle của Singapore. Tuy sở hữu vẻ ngoài bánh bèo, nhưng Ngô Thư Hân lại đích thực là đại gia ngầm khi được nuôi dưỡng trong gia đình quyền quý với khối tài sản khổng lồ cùng hệ thống công ty riêng điều hành hàng loạt bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Có thể nói Ngô Thư Hân chính là phú nhị đại, đích thực kim luôn cả bạch phú Mỹ trong lòng người hâm mộ. Đối với những ai theo dõi trang cá nhân của thánh cuồng Lisa, thật không khó để nhận ra hàng loạt tấm hình mà cô nàng check-in trên khắp năm châu bốn bể trong những bộ đồ sang chảnh hay các sự kiện thời trang lớn nhỏ. Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao là một trong những ngôi sao 9X rất nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ. Ngoài ra trước đó anh còn được biết đến là một trong những thành viên của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc EXO. Bản thân Hoàng Tử Thao có thể nhận được khoản thù lao rất lớn khi tham gia đóng phim, show truyền hình và các hợp đồng quảng cáo mà không cần dựa vào khối tài sản của người cha là 20 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 66 ngàn tỷ đồng. Hoàng Tử Thao còn là một trong những cái tên đình đám thuộc hội Ricky của làng giải trí Hoa ngữ khi có bố là doanh nhân giàu có nhất nhì Thanh Đảo. Thậm chí, nhiều nguồn tin cho biết anh chính là người sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia đình lên đến 65.000 tỷ đồng. Quý tử họ Hoàng sống trong một nhung lụa từ bé với những món đồ hiệu xa xỉ, thậm chí là những căn biệt thự triệu đô hay cả dàn siêu xe dẫn đầu xu hướng với nhiều thương hiệu đình đám như Mercedes, Porsche, Lamborghini. Điều này cũng giải thích vì sao vị huấn luyện viên sáng tạo doanh năm 2020 đã không ngần ngại chuẩn bị những phần quà đặc biệt dành cho 101 thực tập sinh và các nhân viên của chương trình. Cụ thể, mỗi người đã nhận được một hộp gồm 4 thỏi son YSL từ Hoàng Tử Thao với ước tính tổng số khoảng 200 hộp với giá trị xấp xỉ 700 triệu đồng. Kiều Hân. Kiều Hân gây chú ý khi tham gia series phim Hoang Lạc Tụng cùng những ồn ào về mối quan hệ chưa được xác nhận với nam diễn viên nổi tiếng Dương Dương.
Phải tới khi công chúng quan tâm đến Kiều Hân và Dương Dương, những tin tức xung quanh nữ diễn viên, đặc biệt là gia thế mới được khui ra. Là tiểu thư thuộc thế hệ giàu có thứ hai của Trung Quốc và được sống trong nhung lụa từ bé, cha mẹ Kiều Hân đều là doanh nhân giàu có và nguồn đầu tư khủng trong lĩnh vực bất động sản. Nên việc mỹ nữ sinh năm 1993 sở hữu cả kho đồ hiệu hay bộ sưu tập xế sang từ khi còn đi học cũng là chuyện hết sức bình thường. Hiện tại, cô nàng đang sống trong một biệt thự giàu có triệu đô tại Thượng Hải. Giá của mỗi căn ít nhất là 2,8 triệu tệ, hơn 9 tỷ đồng. Theo thông tin từ trang Sina, căn biệt thự của gia đình Kiều Hân rộng tới 1.200m², được xây dựng theo phong cách châu Âu với khuôn viên rộng lớn có thể đậu được trực thăng và khoảng 200 chiếc xe hơi. Đồng thời, cô cũng sở hữu xe hơi hạng sang có giá lên tới 1,5 triệu tệ, khoảng hơn 5 tỷ đồng. Ngoài khối tài sản ở Trung Quốc, gia đình Kiều Hân còn kinh doanh bất động sản tại Canada với nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Đối với Kiều Hân, việc cô theo đuổi sự nghiệp diễn xuất chỉ đơn thuần vì đam mê mà thôi. Kiều Hân từng tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương, đồng thời cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp và chiều cao lý tưởng 1m72. Thế nhưng có lẽ may mắn chưa mỉm cười với cô trên con đường diễn xuất, nên đến hiện tại, sự nghiệp của Kiều Hân vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Lâm Phong. Lâm Phong là ngôi sao nổi tiếng của TVB và từng được nhà đài này hết mực nâng đỡ. Thế nhưng ngoài mác diễn viên nổi tiếng, Lâm Phong còn là người thừa kế của doanh nhân bất động sản Lâm Quốc Hoa, người nắm trong tay khối tài sản vào khoảng 2 tỷ tệ, khoảng 6.600 tỷ đồng. Dù là con nhà giàu, nhưng Lâm Phong rất tích cực hoạt động trong showbiz, tự mình trở thành ngôi sao hàng đầu. Ngụy Đại Huân. Ngụy Đại Huân không quá nổi tiếng nên khi hẹn hò với Dương Mịch thì đã nhận phải nhiều bình luận mỉa mai, cho rằng anh không xứng. Thế nhưng nếu so về gia thế và độ giàu có thì Ngụy Đại Huân chắc chắn ăn đứt Dương Mịch khi anh là người thừa kế duy nhất của khối tài sản hàng trăm triệu tệ, đồng thời là cổ đông lớn của nhiều công ty. An Dĩ Hiên. Việc kết hôn cùng doanh nhân Trần Vinh Luyện khiến mọi người cho rằng An Dĩ Hiên quá may mắn khi được làm dâu hào môn. Tuy nhiên khi gia thế của An Dĩ Hiên được tiết lộ, công chúng đã rất ngỡ ngàng. Hóa ra thân phận thật của cô lại là thiên kim trong một gia đình rất giàu có. Có nhiều nguồn tin cho rằng sự nghiệp của An Dĩ Hiên luôn rất thuận lợi là bởi vì cô có gia đình phía sau làm hậu thuẫn. Hà Du Quân. Chắc có lẽ cũng không cần nói quá nhiều về tiểu sử của Hà Du Quân, bởi độ nổi tiếng từ cái tên này gần như đã phủ sóng khắp mạng xã hội châu Á. Hà Du Quân là con trai của ông vua sòng bài Hà Hồng Sơn, với khối tài sản khổng lồ lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Giới truyền thông châu Á nhận định, thiếu gia họ Hà là quý tử được Hà Hồng Sơn yêu thương nhất trong 17 anh chị em và sẵn sàng trao ngôi báu bất cứ lúc nào. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài lịch lãm chuẩn soái ca cùng gia thế hiển hách, Hà Du Quân còn khiến nhiều người trầm trồ trước tài năng và trí tuệ của mình. Năm 18 tuổi, quý tử họ Hà đã ghi danh trong Đại học Oxford và hoàn thành chương trình trong 3 năm. Anh tiếp tục học thạc sĩ tại Đại học MIT. Hiện tại, Hà Du Quân đang điều hành công ty riêng tại Thượng Hải với nguồn thu khổng lồ mà không dựa vào bất cứ nguồn tài trợ nào từ phía gia đình giàu có. Tuy không phải là ngôi sao hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng chàng trai sinh năm 1995 đã được biết đến cùng chuyện tình tốn nhí mật với cô siêu mẫu Minxi. Sau bao ồn ào trong dư luận, cặp đôi hiện đã đính hôn và có con trai đầu lòng với cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước. Phùng Thiệu Phong. Khi nhắc đến Phùng Thiệu Phong, khán giả nhớ tới anh là một diễn viên điển trai tài năng và có tình sử vô cùng rắc rối. Nhưng không phải ai cũng biết đến việc ông xã Triệu Lệ Dĩnh vốn xuất thân từ một gia đình giàu có với khối tài sản lên đến 300 triệu đô la, với khoảng 7.000 tỷ đồng. Mà ai cũng phải mơ ước. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong lại từ bỏ cuộc sống nhung lụa để bước chân vào showbiz, tự mình nỗ lực nhiều năm để trở thành sao hạng A. Trần Sở Hà. Trần Sở Hà vốn là con trai của Trần Khởi Lễ, ông trùm của bang phái xã hội đen trúc liên bang ở Đài Loan. Anh còn được thừa kế khối tài sản khổng lồ là 2 tỷ tệ, khoảng 6.600 tỷ đồng. Thế nhưng Trần Sở Hà lại từ chối tài sản, quyết định theo đuổi ước mơ làm diễn viên, tự mình nỗ lực để trở thành một ngôi sao nổi tiếng chứ không ỷ lại vào quyền lực của bố mình. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, các cậu ấm của chiều nổi tiếng showbiz này còn khiến công chúng phải ngưỡng mộ bởi khối tài sản khủng của mình. Ngoài ra, họ còn là những cái tên được giới truyền thông săn đón
dù là trong các dự án nghệ thuật hay là cuộc sống sang chảnh bậc nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để ủng hộ nhóm nhé.